các ngươi muốn nhổ có tận gốc à? Nhóc con, cậu không phải là đối thủ của tôi. Tôi sẽ đuổi theo. Phim được dịch, thuyết minh và người đâu rồi? Tại Yfim TV. Không phải bỏ trốn rồi chứ? Nói còn hay hơn cả hát. Thì ra cũng là một kẻ hèn nhát, chỉ quan tâm đến mạng sống của mình. Anh muốn ám sát tôi sao? Sao anh vong ân bội nghĩa thế? May mà anh nhắm trượt đó. Phi tiêu của tôi chưa bao giờ bay lệch cả. Có tin tôi phóng nó vào miệng cậu không? Không phải chứ? Sao anh sống kỳ quá vậy? Thiếu gia nhà chúng tôi vừa tỉnh dậy đã nghĩ đến anh rồi, chỉ muốn mang đồ ăn, thức uống và thuốc đến cho anh. Có nhìn thấy không? Đồ ăn và thuốc đấy. Quan Kiến Vinh, con cháu của quan công. Có chuyện gì sao? Đúng vậy sư phụ. Chú Quan đến rồi. Mời chú vào trong. Không cần đâu. Tôi tìm cậu để cho cậu xem thứ này. Quảng Đông. Chú Quan, xảy ra chuyện gì sao? Nói cho họ nghe đi. Vâng. Đại thiếu gia, trưa nay lúc tôi đi tuần tra, nhìn thấy một tên khả nghi đang hành động lén lút. Tôi đi theo hắn. Nhìn thấy hắn chung thứ này ở gốc cây to dưới chân núi. Đến khi tôi đuổi kịp thì hắn đã chạy mất rồi. Đông, ai mà to gan thế? Có phải người trong mỏ chúng ta không? Mặc đồ công nhân nhưng tôi không thấy mặt. Xin lỗi đại thiếu gia. Không sao đâu Minh Nghị, cậu cũng cố hết sức rồi. Đừng tự trách mình. Mỏ đồng không được quản lý tốt đều do tôi thất trách. Chú Quan, đừng nói vậy. Cha tôi mất sớm. Nhiều người dòm ngó khu mỏ. Nếu không có chú giúp đỡ mẹ tôi, chống đỡ đồng gia, làm sao chúng tôi có ngày hôm nay? Chú tuyệt đối đừng để trong lòng. Trong vòng 3 ngày, tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ làm chuyện này. Chú Quan à, chuyện này. Lát nữa hắn sẽ quay lại. Nguyễn Minh Nghị, đệ tử của Quan Kiến Vinh. Người này tay chân nhanh nhẹn, đừng để hắn chạy thoát. Chúng ta tìm chỗ ẩn nấp đi. Người anh em, từ đâu đến thế? Lộ mặt xem nào. Không biết tốt xấu, người phụ trách bảo vệ mỏ đồng Phục Hưng chính là sư phụ tôi.
Những đòn đó là chiêu thức của người Nhật. Vậy người nói xem, tại sao người Nhật lại nhắm vào mỏ đồng của đồng gia? Đạn và pháo đều cần đồng. Là ta đã đánh giá thấp bọn họ. Ta nên tự mình ra tay. Không lấy được đồ, đối thủ nhất định sẽ lại đến. Chú quan, ngày mai phiền chú giao hàng thêm một chuyến nữa. Ai thế? Người từ Bắc Bình đến để mua đồng. Anh nhìn xem, thế nào là trong gà hóa quốc? Chính là thế này đây. Một đám bất tài. Cục cho chặt vào, kéo xe ngựa đuổi theo. Chú quan à, chú giao hàng đến đâu thế? Bị thương nặng, phải nằm tĩnh dưỡng. Cậu làm gì ở đây thế? Chú quan à, chú sắp rời thành sao? Tôi sẽ đi với chú. Xuất phát. Chú quan, chú phải ra khỏi thành sao? Đội trưởng Tôn, không làm khó cậu. Muốn kiểm thì cứ kiểm. Anh dám? Tôn Bằng, dám kiểm tra xe của chú quan, không sợ dân chúng chỉ trích anh sao? Tôi không dám. Chú quan, ở Đông Hà này không ai là không kính trọng chú. Xe hàng của chú sao có vấn đề được chứ? Mau, mau tránh đường đi. Không thấy đội xe của chú quan sao? Đừng chậm trễ công việc của chú quan. Mau lên. Mời chú. Chú quan, mời. Dừng lại. Chú quan, sao chú không đi nữa? Chú quan, chú quan ơi, chú sao thế? Mở ra. Chú quan, ngay cả chú cũng không tin tôi sao? Rốt cuộc bên trong đó có gì? Thứ bên trong là lương thực. Mở ra. Sư phụ, không có gì cả. Người đâu? Làm việc đừng có không lõi. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, trong lòng phải biết chứ. Vâng, chú quan nói đúng. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Đi đường cẩn thận nhé. Chuyện này, trời ơi, anh ơi, anh biết ảo thuật à? Anh ra ngoài từ lúc nào vậy? Tôi tưởng cậu không sợ gì chứ. Cảm ơn nhé. Đứng lại. Chỉ cần cảm ơn là xong à? Có người trong giang hồ nào như anh không? Sao sống mà không có miếng lương tâm nào vậy? Có biết tri ân báo đáp là gì không? Đại ca à, anh phải giúp tôi tìm người chứ. Người phụ nữ đó không đơn giản, cậu đừng tự mua dây buộc mình, tránh xa cô ấy ra. Nếu cậu thực sự gặp khó khăn, thì cầm phi tiêu đến núi Bạch Vân tìm tôi. Mỏ có mấy trăm người lận, làm sao điều tra hết đây? Thế này không phải đang mò kim đáy bể sao? Cao Đại Bảo,
Cậu mau đem đồng đã tinh luyện đến bãi bên kia. Vâng. Bóng lưng của tên đó khá giống kẻ hôm đó. Các cậu theo dõi cậu ta cho tôi. Cao Đại Bảo, thợ mỏ của mỏ Phục Hưng. Người anh em, cậu cũng to gan thật đấy. Sư phụ, bắt được rồi, chính là thằng nhóc này. Chú Quang, là cậu sao? Gặp sư phụ tôi rồi, còn không thành thật khai báo. Tôi đã nói rồi, bởi vì gia đình tôi đang gặp khó khăn, mà bây giờ đồng lại khan hiếm. Tôi chỉ muốn trộm đồng để bán lấy tiền. Không chịu nói thật đúng không? Phim được dịch, từ tiền trộm đồng và lồng tiếng tại Yfim TV sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Đây là quy tắc của mỏ đồng này. Chú Quang, cởi trói. Chú Quang à, chú tha mạng cho tôi đi. Cởi trói đi. Chú Quang, tôi biết sai rồi. Chú tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mà. Đứng dậy. Tay chân không sạch sẽ, không thể ở lại. Ai đứng ra bảo lãnh cho cậu ta thì gọi người đó đến dẫn cậu ta đi. Sư phụ, cứ như vậy mà thả cậu ta sao? Cậu ta không biết võ. Không hổ là chú Quan, quả nhiên đã bắt được người. Không phải hắn. Thứ hắn trộm là đồng thỏi, còn người đánh lão tử bị thương là kẻ trộm quặng đồng. Sư phụ, ý của người là còn có người khác nữa trộm đồng? Ta không sợ. Còn trộm quặng, e rằng có ý đồ khác nữa. Kojima, đặc công quân đội Nhật Bản. Có mai phục, mau tấn công bọn chúng. Chúng tôi là đội du kích của đảng Cộng sản Onitsuka, đặc công quân đội Nhật Bản. Các người mau để đồng lại. Anh họ à, sao phía trước lại có khói thế? Để anh xem, hình như bên đó có đánh nhau. Thú vị đấy. Đi, qua đó xem nào. Không được, nhị thiếu gia, chúng ta mau chạy đi. Ở đây nguy hiểm lắm, sợ cái gì chứ? Có tôi ở đây mà. Đi thôi. Bắn. Mau bắn chúng. Anh họ à, em sợ. Sợ cái gì? Không phải có anh ở đây rồi sao? Rốt cuộc bọn họ ai đánh ai thế? Đi thôi. Cái gì? Cướp đồng? Nghe nói đội du kích ở thành Bắc đã làm chuyện này. Đội du kích ở thành Bắc này từ trước tới giờ không có động tĩnh gì, sao đột nhiên lại nhắm vào xe hàng của chúng ta? May mà các binh sĩ dũng cảm chiến đấu bảo vệ hàng hóa, cuối cùng thì cũng không có việc gì xảy ra. Kim quản sự, nhanh chóng gửi điện báo cho tỉnh phủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đã vượt quá khả năng xử lý của mỏ đồng Phục Hưng chúng ta. Mẹ, thị trưởng Mã cũng phải chịu trách nhiệm. Con còn mong chờ đội bảo an có thể tiêu diệt được đội du kích sao? Có việc gì thì mau nói đi. Ngọc Nguyên, đã đến tân thế giới của cô mấy năm rồi nhỉ?
Anh vẫn còn nhớ sao? Nhớ chứ. Nhớ rất rõ. Tôi còn nghĩ đến chuyện cưới cô ấy làm vợ tôi nữa. Kim Phụng Hân có thích tiền không? Có vẻ là cô thích. Cái này. Đừng chạy mà. Chị à, hôm nay chẳng phải tôi đã đến rồi sao? Hóa ra tối nay chị muốn để Ngọc Quyên gả cho Phạm Chí Đăng. Nhìn cậu ta làm gì? Tôi đang hỏi chị đấy. Đứng đây hóng hớt gì chứ? Nên làm gì thì đi làm đi. Đi thôi. Tên nhóc cậu chỉ ở nhà ăn uống hưởng thụ thôi. Ở Đông Hà ai cũng muốn né cái tên ma vương như cậu. Kim Phụng Hân tôi là cái gì chứ? Đại đội trưởng Phạm người ta có lính có súng. Người ta nhìn trúng Ngọc Quyên rồi. Ngọc Quyên, khu vui chơi Tân Thế Giới. Hào phóng đặt lên bàn 500 đồng đại dương, kèm theo một khẩu súng. Cậu nói xem tôi phải chọn cái nào? Cái tên Phạm Chí Đăng này dám chơi xấu như vậy. Nhị thiếu gia, tôi không gả đâu. Tôi không muốn gả cho hắn. Tất nhiên là không gả. Cái tên Phạm Chí Đăng này, tôi mà không để chú Quan Lộc gia hắn ra. Chị à, Ngọc Quyên ở trong Tân Thế Giới của chị. Tôi có thiếu tiền chị không? Hôm nay tôi chóng mắt lên xem ai dám để Ngọc Quyên bước ra khỏi cánh cửa này. Tôi cũng vì muốn tốt cho cô ấy thôi. Vợ của Phạm Chí Đăng đã qua đời nhiều năm rồi. Ngọc Quyên gả qua đó sẽ được làm chính thất. Đó là một chuyện tốt mà. Đúng vậy, là chuyện tốt. Một chuyện tốt như vậy, tại sao lại không đến lượt chị gái thân yêu của tôi chứ? Chị gái à, ở Tân Thế Giới thì chị là người lớn tuổi nhất. Người nên gả đi. Phải là chị mới đúng. Cả cái Đông Hà này cũng chỉ có nhị thiếu gia cậu dám trêu chọc tôi thôi. Chị nghĩ thử xem, ai là người muốn có Ngọc Quyên? Chính là tên nhóc Mã Cao Hùng. Nếu chị thực sự đưa Ngọc Quyên ra khỏi cánh cửa này, thì Mã Cao Hùng không quay lại xử chị mới là lạ đấy. Cậu ấy thích Ngọc Quyên sao? Thế thì trưởng Mã có đồng ý không? Vả lại, còn chưa biết khi nào Mã thiếu gia về mà. Dù sao thì tên nhóc tiểu Mã đó cũng sẽ không làm gì Ngọc Quyên. Nhưng với người đã đẩy Ngọc Quyên vào hố lửa, chị ơi, đến lúc đó đừng quay lại khóc lóc cầu xin tôi nhé. Cậu bớt hù dọa tôi đi. Kiều Hoa chắc cũng sắp tới rồi. Tổ tông của tôi ơi, Ngọc Quyên mà không gả thì chẳng lẽ bỏ trống Kiều Hoa trở về sao? Không thể để trống Kiều Hoa được. Cho nên chuyện này tôi đành phải làm chủ cho chị. Để chị gả đi thôi. Cậu có thôi đi không? Đừng tưởng tôi sợ cậu. Tôi nói cho cậu biết, bà đây không dễ chọc vào đâu. Sốt ruột rồi à? Chị nói thật với tôi đi. Chị không có ý đó với Phạm Chí Đăng sao? Không có. Không có hứng thú nữa sao? Lúc đó chị đã nói với tôi rồi mà. Hai người là hàng xóm từ nhỏ, là thanh mai trúc mã. Thế này gọi là gì nhỉ? Hoa rơi hữu ý. Mà hắn thì nước chảy vô tình. Làm sao tôi biết được? Vả lại thân phận của tôi. Thân phận làm sao? Chị ấy có thiếu tay thiếu chân không? Không thiếu, rất tốt mà. Không đúng. Chị nói hắn muốn để Ngọc Quyên gả qua đó. Sao tôi lại thấy người ta vốn là muốn chị gả qua, nhưng chị không cho người ta cơ hội, nên người ta mới nhắm đến Ngọc Quyên chứ. Mọi người thấy có đúng không? Đúng vậy, không sai. Ai biết được. Ngọc Quyên, cô hãy đi trốn trong 3 ngày. 3 ngày sau, tôi bảo đảm Phạm Chí Đăng không dám đến làm phiền cô. Nhị thiếu gia, vậy nếu đại đội trưởng Phạm gây phiền phức cho anh thì sao? Hắn dám sao? Hắn thật sự dám. Hai người nghĩ đi.
Tại sao hắn đột nhiên ép Kim Phụng Hân phải gả Ngọc Nguyên cho hắn? Chẳng phải hắn chỉ muốn nắm thóp tôi thôi sao? Nhị thiếu gia, chuyện đưa Phật sắc, đưa Phật sắc ra khỏi thành, chắc chắn hắn đã nghĩ đến chuyện này. Được thôi, muốn chơi với ông đây à? Vậy tôi sẽ chơi đùa với hắn một trận ra hồn. Nhị thiếu gia, đừng lo lắng. Đừng nói là ở Đông Hà, ngay cả ở Thượng Hải thì Đồng Thịnh Vương tôi cũng không sợ gì cả. Hãy kiên định lên. Tiểu Thắng, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đi dự đám cưới của Phạm Chí Đăng. Mấy giờ rồi? Kim Phụng Hân, sao lại là cô? Mới sáng sớm mà anh la hét gì chứ? Tôi bỏ ra 500 đồng đại dương để lấy Ngọc Nguyên. Cô chạy lên giường tôi làm gì chứ? Cô phải giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu cô không giải thích rõ ràng với tôi thì tôi sẽ bắn cô đấy. Nói đi, cô mau nói đi. Anh bắn tôi đi. Bắn đi. Dù sao thì trước khi đến đây tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi cũng không có ý định sống sót trở về. Anh chính là Phạm Chí Đăng, là đại đội trưởng đội bảo an. Anh đã cưới hỏi tôi đàng hoàng. Tối qua chuyện gì cần làm cũng đã làm. Sáng nay lại diễn một màn sát hại vợ. Tôi biết anh làm ra được chuyện đó mà. Cô đang nói nhảm gì vậy? Tối qua tôi uống say rồi. Tôi chẳng làm gì cả. Anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Ngọc Nguyên cô ấy đâu? Người tôi muốn lấy là Ngọc Nguyên mà. Đêm qua bạn bè và người thân ở bữa tiệc, mọi người đều thấy rõ ràng người anh cưới là tôi, Kim Phụng Hân. Kim Phụng Hân, cô chơi trò treo đầu dê bán thịt chó với tôi đúng không? Nào, bắn đi, bắn vào đây này. Anh bắn tôi đi là xong. Kim Phụng Hân tôi và Phạm Chí Đăng anh từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Anh mù rồi hay sao mà không nhìn ra trong lòng tôi có anh? Anh cứ nằng nặc đòi cưới Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên là người đồng nhị thiếu gia bao nuôi, là người mà con trai của thị trưởng Mã, là Mã Cao Hùng nhìn trúng. Anh lấy cô ta để đắc tội với Đồng gia và Mã gia à? Coi chừng có ngày anh ngủ thế nào cũng không biết. Tôi lo cho anh nên mới tự mình lên Kiều Hoa. Anh bắn tôi đi, để tôi xuống dưới gặp mẹ anh, nói rằng Kim Phụng Hân tôi muốn làm con dâu của Phạm gia và sinh một thằng nhóc mập mạp, thằng con vô lại của mẹ đã bắn con. Tôi sẽ bảo mẹ anh báo mộng tìm anh nói chuyện. Bắn đi, để cho mọi người ở Đông Hà này xem thử Phạm Chí Đăng anh là loại người gì. Ngay cả người vợ mình mới cưới cũng sát hại. Không phải chúng ta đã thỏa thuận rồi sao? Tôi muốn cưới Ngọc Nguyên. Anh đồ xấu xa. Phạm Chí Đăng, anh không phải là người. Anh đã cưới em về, bây giờ anh lại không thừa nhận. Anh bảo em sau này làm sao sống đây? Em khóc cái gì chứ? Kim Phụng Hân, em phải sao đây? Được rồi em, nín đi. Em khóc cái gì? Cái này, hàng xóm láng giềng nghe thấy thì sao? Làm sao đây? Phụng Hân, em đừng khóc nữa. Bà nội của anh ơi, anh xin em đấy, em đừng khóc nữa. Được rồi, anh thừa nhận. Anh thừa nhận được chưa? Bắt đầu từ hôm nay, Kim Phụng Hân là vợ của Phạm Chí Đăng tôi. Anh thừa nhận rồi đó. Anh chỉ biết nói thôi. Được rồi, anh thề. Nếu Phạm Chí Đăng anh làm gì không đúng với Kim Phụng Hân, anh sẽ chết không toàn thây. Anh nói đó nha. Bắt đầu từ hôm nay, em chính là vợ của Phạm Chí Đăng. Nếu anh dám phản lại lời thề của mình, anh sẽ bị trời phạt. Anh ơi, sao anh đến sớm vậy? Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Anh không ở bên chị dâu sao? Có chuyện gì hả? Tối qua cậu có say không? Tôi ổn. Tôi cưới Ngọc Nguyên mà, tại sao lại biến thành Kim Phụng Hân? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại Yfim TV. Ý của anh là người trong phòng của anh là Kim Phụng Hân?
Tôi biết rõ con người Kim Phụng Hân. Cô ấy không dám đâu. Là ai đã đề ra cái ý tưởng tồi tệ này cho cô ấy? Đồng Thịnh Vương. Chắc chắn là anh ấy. Tối hôm qua, chính là anh ấy dẫn theo các cô gái của Tân Thế Giới đến uống rượu với anh. Tôi cũng bị họ ép uống rượu nữa. Tôi nói mà, tại sao tối qua thằng nhóc kia lại đến chỗ tôi? Thì ra là muốn làm hỏng chuyện tốt của tôi. Nếu tôi không đánh cậu ta thì tôi sẽ không còn là họ Phạm. Cô Tần, cuộc sống của cô cũng sung sướng lắm đấy. Rất nhàn nhã. Bạn Thịnh Vương à, có việc gì vậy? Cô đến Đông Hà thì tôi cũng phải nhiệt tình tiếp đón cô chứ. Cô muốn chơi cái gì, ăn cái gì, cô cứ nói ra. Không lẽ cậu tưởng tôi đến Đông Hà chỉ để ăn chơi thôi sao? Tôi có việc quan trọng phải làm đấy. Được thôi. Vậy tôi sẽ đợi xem khi nào Tần Diệp sẽ mở miệng cầu xin tôi. Mơ đi. Đồng Thịnh Vương, Phạm Chí Đăng, đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Sao anh không ở bên chị dâu vậy? Ai bảo cậu làm hỏng chuyện của tôi? Đại ca, nhị thiếu gia, có gì từ từ nói thôi. Từ từ nói, được chứ? Chúng ta cứ từ từ nói. Anh tìm tôi làm gì vậy? Tôi hỏi cậu, người tôi muốn cưới là Ngọc Quyên. Cậu dám đổi thành Phụng Hân? Ngọc Quyên là người của tôi. Anh động vào cô ấy, anh đã hỏi ý tôi chưa? Anh đừng tưởng anh đưa 500 đồng đại dương cho Kim Phụng Hân là xong chuyện. Anh có biết mấy năm nay tôi đã bỏ bao nhiêu tiền bao cô ấy không? Ranh con, cậu đừng hỗn với tôi. Hung thủ ám sát ủy viên Trần rời thành bằng cách nào, tôi và cậu đều biết. Cậu làm hỏng việc của tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Bằng chứng đâu? Anh có bằng chứng không? Ai cho anh dũng khí để anh ngậm máu phun người? Ranh con, dám làm thì dám chịu chứ. Chịu cái gì mà chịu? Tại sao tôi phải chịu? Tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có bằng chứng không? Nếu anh không phục thì cứ đi hỏi chú quan. Không nói phải không? Cậu có tin tôi bắt cậu về thẩm vấn ngay bây giờ không? Tôi nói cho cậu biết, ghế hùng của đội bảo an không phải dạng vừa đâu. Được thôi, anh bắt đi. Bắt ngay đi. Ghế hùng gì đó, roi da hay là nước ớt, anh cứ dùng thoải mái. Nhưng tôi nhắc trước nhé, tôi sợ anh có bản lĩnh mời tôi vào, nhưng không có bản lĩnh mời tôi ra. Cậu đừng tưởng cậu là người của nhà họ Đồng thì cậu có thể làm bất cứ điều gì. Hôm nay tôi phải cho cậu một trận. Đại ca, đừng manh động, bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói. Bình tĩnh nào, đừng manh động. Cái thằng béo này muốn đánh tôi sao? Anh tưởng tôi sợ anh hả? Anh có tin tôi đánh anh bầm dập không? Đại ca, Phạm Chí Đăng, anh có dám đánh với chúng tôi không? Tôi không có gì không dám làm hết. Đừng cãi nữa, mấy người bớt nói lại đi. Nhường nhịn nhau được không? Phạm Chí Đăng, đại đội trưởng Phạm, anh coi lại mình đi. Anh cũng là người có thân phận mà. Muốn đánh nhau cũng phải ra chỗ khác đánh chứ. Có ngon thì ngày mai đến lôi đài miếu Quan Công, hai chúng ta đánh một trận. Nếu anh đánh thắng tôi, anh hỏi tôi cái gì, tôi trả lời cái đó. Nếu anh thua tôi thì anh rời khỏi đội bảo an, đừng ở đây làm càn nữa. Được, lôi đài phải không? Là cậu nói đấy. Được, cậu hay lắm. Hẹn cậu ở lôi đài. Đại đội trưởng Phạm. Phim được dịch, thuyết minh. Đồng nhị thiếu gia, tại sao cậu lại làm vậy? Tôi sợ anh ta chắc. Sư phụ, nhị thiếu gia và đại sư huynh, ngày mai họ đánh nhau trên lôi đài miếu Quan Công. Phạm Chí Đăng học võ công từ Quan Kiến Vinh. Ngày mai tôi phải đi xem, xem cậu ấy giải quyết như thế nào.
cậu che hết ánh mặt trời của tôi rồi. Thiếu gia của tôi ơi, sao anh không lo lắng gì hết vậy? Chuyện Lôi Đài phải giải quyết sau đây. Nói thế nào đi nữa, Phạm Chí Đăng cũng đã học võ công với chú Quan hơn 10 năm rồi. Anh đánh với anh ấy không phải thua chắc sao? Cậu nói gì thế? Chê bai thiếu gia nhà cậu à? Ngạc nhiên đúng không? Chưa thấy bao giờ, đúng không? Đây chính là Thanh Long Yển Nguyệt Đao của chiến thần thời Tam Quốc. Quan Công tự là Quan Vân Trường. Quan Công vượt ngũ ải chém lục tướng cũng nhờ vào cái này đấy. Quan Công, ngài đại nhân đại nghĩa, tấm lòng rộng lượng. Tôi chỉ mượn một lát thôi, xài xong tôi sẽ trả ngài ngay. Ngài sẽ không phiền chứ? Cảm ơn ngài. Nhị thiếu gia, thiếu gia ơi, anh không sao chứ? Cậu nhìn gì vậy? Mau giúp tôi coi. Dạ vâng. Vác lên vai. Chúng ta đi thôi. Kính thưa bà con cô bác, cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ Đồng Thịnh Vương tôi. Lát nữa tôi sẽ cho mọi người xem tôi đánh bại Phạm Chí Đăng như thế nào. Anh đừng có ở đó mà ngông cuồng. Đại ca, nói là đánh Lôi Đài, như anh đừng quá mạnh tay với anh ấy. Cậu yên tâm, tôi biết mà. Cố lên. Đại ca, cố lên. Thịnh Vương, cố lên. Thịnh Vương, cố lên. Đại ca, cố lên. Đại ca, cố lên. Đại ca, cố lên. Thịnh Vương, cố lên. Đồng nhị thiếu gia, chúng ta phải nói rõ ngay từ đầu. Khi đã lên sàn đấu rồi thì sinh tử do số phận quyết định. Đã sẵn sàng từ lâu rồi. Giấy sinh tử, chỉ cần anh đánh thắng tôi, cho dù dẫn đến mất mạng hay chỉ gây thương tích, tôi đảm bảo không có ai dám gây rắc rối cho anh. Được, cũng coi như là một người có bản lĩnh. Nhưng mà chúng ta phải nói rõ ràng trước, có thể dùng vũ khí hay không, dùng loại vũ khí nào. Bình thường anh hay dùng những loại vũ khí hiện đại, điều này không công bằng. Đồng Thịnh Vương, đối phó với cậu, tôi tin là không cần dùng đến nó. Vậy được, nhưng tôi nhất định phải dùng đao. Tùy ý cậu. Quy tắc chúng ta cũng cần phải nói rõ, như thế nào thì mới được coi là thua. Có hai loại: đối phương không có khả năng phản kháng thì được coi là thua, đối phương quỳ xuống thì được coi là thua. Cậu ta biết cái gì đâu chứ. Được. Người đâu? Đem đao của bổn thiếu gia lên đây. Đây không phải là bảo vật của Quan Công sao? Sao lại bị cậu ta lấy ra đây chứ? Đúng vậy đó, làm Quan Công tức giận sẽ gặp báo ứng đấy. Đúng vậy. Phạm Chí Đăng, nhìn thấy thánh vật rồi, còn không mau quỳ xuống. Đây là quy tắc của Quan Môn, bất kỳ ai đã từng bái sư thì suốt đời khi thấy đau đều phải quỳ xuống, nếu không sẽ bị coi là khi sư diệt tổ. Quỳ, quỳ xuống đi, mau lên. Không được, không thể quỳ. Quỳ đi, mau lên. Quỳ xuống đi, mau quỳ xuống. Quỳ đi, mau lên. Đồng Thịnh Vương, cậu chơi bẩn. Tên họ Phạm đó không phải đã bị đuổi khỏi môn phái từ lâu rồi sao? Nghe có hiểu không? Cả đời đấy, trừ khi mất mạng, nếu không nguyên tắc này không thể phá vỡ được. Quy tắc này mọi người ở Đông Hà đều biết rõ. Anh có quỳ hay không đây? Quỳ đi, mau lên. Quỳ xuống đi. Phạm Chí Đăng, Quan Công nói rồi, những kẻ khi sư diệt tổ hay xúc phạm thánh vật
sẽ bị rút gân lột da hay là bị đánh 80 gậy đây? Tôi nói này Phạm Chí Đăng, tôi bảo anh quỳ trước thánh Phật chứ đâu bảo anh quỳ trước chân tôi. Anh ấm ức cái gì chứ? Quỳ xuống, mau quỳ đi, nhanh lên, quỳ mau lên, quỳ xuống đi, nhanh đi, mau quỳ xuống, quỳ đi, mau lên. Hay, được lắm. Không quỳ cũng không được. Đó là đau của Quan Công đấy. Vậy mới đúng chứ. Tôi đã từng nói với anh rồi, sẽ có một ngày tôi khiến anh phải quỳ xuống. Thiếu gia đây đã nói là làm. Đứa cháu trai này của tôi từ nhỏ đã là một đứa thích gây rối. Cậu ấy tên gì? Đồng Thịnh Vương. Nói đi, có phục hay không? Có phục thì tôi cũng phục thánh vật của Quan Công, chứ không phải phục Đồng Thịnh Vương cậu đâu. Sao cây đao nó nặng thế này? Người này không đơn giản như vậy đâu. Phạm Chí Đăng, sư phụ, đừng gọi tôi là sư phụ. Tôi không có người đồ đệ như cậu. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ đó đi. Đã bao nhiêu tuổi rồi, chẳng phải chuyện gì to tát. Sao phải so đo như con nít vậy? Chuyện này cứ cho qua đi. Thịnh Vương, về nhà thôi. Tỷ thí, còn đấu với Đồng Thịnh Vương. Phạm Chí Đăng, cậu càng ngày càng có tiền đồ nhỉ. Giống như một đứa con nít vậy, chơi đồ hàng sao? Thị trưởng, ngài không biết thằng nhóc đó đáng ghét đến mức nào đâu. Tất nhiên là tôi biết rồi, nhưng cậu là đội trưởng của đội bảo an. Cậu tức giận với cậu ta làm gì? Tôi bị oan. Tại sao tôi phải đấu với Đồng Thịnh Vương? Không phải là vì cậu ta có liên quan đến việc hung thủ đã rời khỏi thành phố sao? Cậu nói cái gì? Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại iFilm TV. Chú Quan, chú nhìn kỹ xem. Không có va chạm hay trầy xước gì. Tôi chỉ muốn làm hắn ta bớt kiêu ngạo thôi. Khỏi phải bàn, nó có tác dụng thật đấy. Tên Phạm Chí Đăng này, vừa nhìn thấy đã lập tức quỳ xuống. Theo tôi thấy, tất cả đều nhờ vào môn phong nghiêm ngặt của chú. Đúng là đệ nhất mà. Chú Quan à, tôi biết tự ý động vào thánh vật của chú là tôi không đúng. Hay là chú phạt tôi đi. Mánh khóe của cậu vẻ vang lắm sao? Tôi cũng bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Nếu lên võ đài thật, tôi không còn mặt mũi ở Đông Hà nữa. Cậu nghĩ rằng những mánh khóe này có thể thắng được hắn ta? Tôi đã chuẩn bị từ trước rồi. Những gì cậu chuẩn bị có tác dụng sao? Cậu thắng ở chỗ nào? Cậu thắng ở chỗ cậu là nhị thiếu gia của Đồng gia, nên Phạm Chí Đăng kiên dè, không dám làm cậu bị thương. Còn dùng đao của tôi nữa, nếu lúc sau hắn thật sự nổi điên, cậu có đối phó nổi không? Cậu còn mặt mũi nữa không? Thực ra sư phụ đã sớm biết cậu sẽ tham gia đấu võ, sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới đến đó. Đứng lên đi. Cảm ơn chú Quan. Cậu ngưng cái bộ mặt không nghiêm túc ấy đi. Có thể nào có trách nhiệm hơn không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Người nào làm thì người đó chịu. Chú nói đi, phạt thế nào tôi đều chịu hết. Tôi phạt cậu thì có tác dụng không? Lần trước cậu đưa hung thủ ra khỏi thành, trông hắn như thế nào? Một người đàn ông rất mạnh mẽ, ném phi tiêu rất chuẩn. Phi tiêu, đây, chính là cái này. Nghe kỹ cho tôi. Theo như lời của mẹ cậu nói, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không, Đồng gia cậu sẽ không chống đỡ nổi đâu. Quan Kiến Vinh tôi đây cũng không giúp được Đồng gia đâu. Tôi biết rồi. Hắn đã nói gì với cậu? Không có nói gì cả. Nhưng qua lời nói và hành động của hắn, tôi có thể nhìn ra hắn là người có nghĩa khí trong giang hồ, chắc chắn không phải người xấu. Cậu đã lớn rồi, đừng tin người một cách mù quáng. Nếu gặp lại hắn thì bảo hắn đến tìm tôi. Chú gặp hắn làm gì chứ?
Sau này cậu sẽ biết thôi. Những gì cậu nói là thật sao? Thị trưởng, Tôn Bằng là anh em của tôi. Chuyện lớn như vậy, cậu ấy không dám gạt tôi đâu. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến sư phụ của tôi. Tôi còn có thể làm gì? Tôi không thể hại sư phụ của mình. Có thể là trùng hợp. Thư ký Tăng, chuyện này sao có thể chứ? Thằng nhóc đó làm chuyện gì? Chúng ta phải chú ý hết sức cẩn thận. Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến Đồng Gia sao? Cấp trên bảo chúng ta điều tra. Có phải bọn họ nắm được manh mối gì rồi không? Thị trưởng, tôi đề nghị chúng ta thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Huống hồ gì, chúng ta rất khó kiểm soát được việc này. Ý của cậu thế nào? Tên hung thủ không có trong thành. Dù có cố gắng thế nào, chúng ta cũng không thể bắt được. Phản hồi từ tỉnh phủ đã rất rõ ràng. Họ đồng ý với quan điểm của chúng ta. Mặc dù đã bị khiển trách một phen, nhưng dù sao thì ngài thị trưởng không cần phải lo lắng. Nhưng đối với Đồng Gia, tỉnh phủ sẽ không dễ dàng động đến Đồng Gia đâu. Nếu ngài không cẩn thận thì chính ngài sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cấp trên thực sự nắm được điểm yếu của Đồng Gia, vậy thì cứ để bọn họ ra tay đi. Chí Đăng, cậu để mắt đến Thịnh Vương cho tôi, xem có thể tìm thấy manh mối mới nào không. Nhưng tuyệt đối không được làm kinh động đến Đồng Gia. Hiểu rồi chứ? Chuyện này đừng nói với tôi là cậu không giải quyết được việc này. Vâng, ra ngoài đi. Rõ. Thị trưởng, thật sự phải điều tra Đồng Thịnh Vương sao? Những gì Phạm Chí Đăng nói không phải là không có lý. Phim được dịch, nhưng mà và lồng tiếng tại Phim tôi cũng không ngốc đến mức mà động đến Đồng Gia. Nhưng mà nếu Đồng Gia có tình hình gì mới, chúng ta nên thu thập một số chứng cứ. Một khi tình hình có sự thay đổi, chúng ta cũng có phương án ứng phó. Đúng rồi, ông chủ Đặng mà Võ Thượng dẫn đến, cậu cũng đi điều tra cho tôi. Vâng. Món này ngon đấy. Nào, mẹ à, mẹ ăn món này đi. Sao hôm nay con lại ngoan như thế? Mẹ ấy hả? Giống như bảo tháp của thác tháp Lý Thiên Vương vậy. Mẹ chỉ cần ở nhà thôi thì con đã bị mẹ kiểm soát rồi. Lắm lời. Cảm ơn mẹ. Thế nào rồi? Đấu võ đài có vui không? Con biết là không thể giấu mẹ mà. Con sẽ nói cho hai người biết. Cái tên Phạm Chí Đăng đó suốt ngày giễu võ Dương Oai ở trước mặt con. Lúc đấu võ, con đã đưa thanh đao của quan công ra trước mắt hắn ta. Hai người đoán xem thế nào? Chỉ cần một cú đánh thôi đã quỳ dưới chân con rồi. Đúng là hả dạ mà. Nói như vậy, con đã động vào thánh vật của quan công. Con đã nói rồi sao? Em đã nói rồi. Mẹ à, chú Quan không có tức giận đâu. Mẹ đừng xử phạt con mà. Chú Quan từ mỏ trở về miếu quan công còn không phải vì em sao? Thịnh Vương à, rốt cuộc là đến khi nào con mới làm mẹ bớt lo lắng đây? Phu nhân, bên ngoài có một vị tiểu thư họ Tần muốn tìm nhị thiếu gia. Chính là người không có liên can đó sao? Không có liên can. Thật sự không liên can đâu. Ăn cơm, mau ăn cơm đi. Con ăn no rồi. Hai người cứ ăn tiếp đi. Mẹ à, mẹ nói xem cô gái này tìm Thịnh Vương có chuyện gì chứ? Chỉ sợ là đến đây vì Đồng thôi. Các người đang làm gì thế? Lát nữa cô sẽ biết thôi. Tiểu Thắng, xong chưa? Nhị thiếu gia, xong rồi.
Lúc đó tôi biết cậu đang quay. Không ngờ cậu vẫn giữ đến bây giờ. Đúng vậy. Tôi vẫn luôn xem những thứ này. Nhất là trong những lúc tôi gặp khó khăn khi chế tạo máy bay. Cô xem năm đó quân Nhật đã thả bom vào Thượng Hải như thế nào. Chỉ như vậy tôi mới có động lực để tiếp tục cố gắng. Tiểu Thắng, ngừng lại đi. Ngồi đi. Còn nhớ không? Phim được dịch đây là rượu vang Pháp đấy. Hồi còn đi học, cô nói các cô không thể uống nổi. Tôi đặc biệt mua cho mọi người một thùng. Cô lại nói với tôi là không cần. Người dân khổ như vậy mà chúng ta còn uống thứ xa xỉ này. Nào. Sao thế? Vẫn không hứng thú với rượu của tôi sao? Thực ra hôm nay tôi đến để nói lời tạm biệt với cậu. Cô muốn đi sao? Không mua được đồng, chỉ có thể tay không trở về báo cáo thôi. Nhà tôi ở Bắc Bình, cũng không thể cứ ở đây mãi được. Bạn học cũ à, hôm nay tôi đặc biệt đến nói lời tạm biệt với cậu đấy. Để sau này khi gặp lại, cậu không nói tôi không từ mà biệt. Tần Diệp à, cô thành thật nói cho tôi biết, cô mua đồng để làm gì? Tôi đã nói là kinh doanh rồi mà. Ăn nói vớ vẩn. Cô nghĩ rằng chỉ cần đưa danh thiếp của Tam Hâm ra thì có thể lừa được tôi sao? Người khác thì tôi không biết, nhưng với cô, tôi còn lạ lẫm gì nữa. Thứ mà cô ghét nhất chính là mùi đồng trên người của các thương nhân đó. Cô muốn có được đồng, chắc chắn là còn mục đích khác nữa. Đã nhiều năm không gặp, ai mà không có thay đổi chứ? Cũng giống như tôi luôn cảm thấy rằng trên thế giới này, không ai có thể trị được cậu. Nhưng tôi phát hiện mình đã sai rồi. Chú Quan không làm khó cậu à? Cô bớt đánh trống lảng đi. Chú Quan là người tôi kính trọng nhất ở Đông Hà. Cô nói thật cho tôi biết đi. Cô thực sự vì không mua được đồng cho nên mới đi sao? Tất nhiên rồi. Bây giờ đồng khan hiếm như vậy, nhiều người xếp hàng còn mua không được. Tôi cũng không có cách nào khác. Được. Thiếu gia đây đã từng hứa với cô, có việc gì cô có thể đến tìm tôi. Tìm cậu để làm gì chứ? Tôi sẽ giúp cô. Mỏ Phục Hưng là nhà tôi mở đấy. Mặc dù hai chúng ta là bạn học, nhưng tôi không muốn kinh doanh dựa vào mối quan hệ của chúng ta. Coi thường tôi à? Cả Đông Hà này, đừng nói là cô, đến khách hàng lâu năm còn không mua được. Muốn mua được đồng, cô chỉ có thể dựa vào tôi thôi. Nhưng số lượng tôi muốn quá lớn. 10.000 cân đồng, cô muốn bao nhiêu tôi cũng cho cô. Cậu bớt xạo đi. Ai cũng biết chuyện kinh doanh của Đồng gia là mẹ và anh trai cậu quyết định. Mấy người ngoài các cô biết gì chứ? Tôi nói cho cô nghe, chuyện này chỉ có tôi mới làm được. Thật hả? Chúng ta là bạn học bao nhiêu năm rồi, tôi còn gạt cô sao? Nhưng có một điều, kinh doanh là kinh doanh. Tôi có điều kiện đấy. Tôi biết. Đây là tiền đặt cọc. Khi nào thì cậu chuyển đồng cho tôi? Tần Diệp, cô được đấy. Cô như người kinh doanh rồi. Tất nhiên rồi. Kinh doanh thì phải giống kinh doanh chứ. Nhưng điều kiện tôi nói không phải cái này. Vậy là cái gì? Nếu tôi giải quyết chuyện này cho cô, tôi muốn cô. Tôi hơi quá đáng rồi.
Như vậy đi, cô làm bạn gái của tôi, cái này được chứ? Đồng Thịnh Vương, cái này gọi là thừa nước đục thả câu. Tôi giúp cô, cô cũng phải có chút thành ý chứ. Hồi đó cô kéo theo cả lớp tẩy chay tôi, không chơi với tôi. Cô nói gì tôi cũng chịu được, nhưng cô nói tôi không yêu nước thì không được. Như vậy đi, cô viết một lá thư cho tất cả các bạn học, viết rằng Đồng Thịnh Vương tôi không phải là loại con nhà giàu chỉ biết ăn chơi. Còn có, cô viết Tần Diệp cô là bạn gái của Đồng Thịnh Vương tôi, được chứ? Cậu không sợ làm như thế, em họ của cậu sẽ không vui sao? Liên quan gì đến em ấy? Tôi và em ấy chỉ là, dù sao cũng không giống cô. Cô có đồng ý không? Nếu cô cảm thấy khó thì thôi, tôi đồng ý. Miễn là cậu có thể giúp tôi lấy được đồng thì tôi sẽ làm theo lời cậu. Cô đồng ý sao? Là chính miệng cô nói đấy nhé. Tiểu Thắng, cậu mau ghi lại, đây là chính miệng cô ấy nói. Tôi đồng ý. Tốt. Quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy. Cô đã đồng ý thì không được đổi ý đấy. Chị Lê Giang ơi, chị đừng khóc nữa, sẽ có cách giải quyết thôi. Chào đại thiếu gia. Sao em lại khóc? Cô nói đi, chú của chị Lê Giang đến xin tiền chị ấy, nhưng chị ấy không có tiền. Sau đó ông ta đứng trước nhà chúng ta không chịu đi, còn nói muốn xin phu nhân dẫn chị Lê Giang đi, gả chồng để lấy tiền sính lễ. Thật là hoang đường. Em đứng đây, anh tìm người đuổi ông ta đi. Đại thiếu gia, em làm gì vậy? Chú ấy không tốt. Nhưng Lê Giang, chỉ còn lại một người thân là chú ấy thôi. Nào, em đứng dậy đi. Dạ. Ông là chú của Lê Giang? Dạ vâng ạ. Chuyện này, hôm nay Lão Vương, con bà, tôi đến tìm Lê Giang, nhưng họ không cho tôi vào. Ông xem, đồng phủ này là nơi ông có thể tùy tiện ra vào sao? Tôi chỉ muốn thăm Lê Giang thôi. Đại thiếu gia dặn dò, sau khi lấy tiền, ông không được đến đây nữa. Nếu ông đến đây nữa thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không đến nữa. Thưa ông, tiền này là đại thiếu gia thưởng cho tôi, đúng không? Ông đừng hỏi nữa, mau đi đi. Thiếu gia, sao anh có thể dễ dàng đồng ý với cô ấy như vậy? Mặc dù cô ấy là người anh thích, nhưng cô ấy đột nhiên đến Đông Hà lại tìm anh mua đồng. Ai mà biết cô ấy muốn làm gì. Hơn nữa phu nhân rất coi trọng đồng. Đừng, đừng nói là 10.000 cân, ngay cả 100 cân đồng cũng không có. Đây là cái gì? Tiền. Có tiền thì làm được gì? Cứ chị Hà. Nhìn mặt cậu kìa, cậu bị ai dựa hả? Động cơ máy bay của tôi bị hỏng, nhớ không? Có tiền rồi, chúng ta có thể mua một cái mới. Thiếu gia, tôi thấy không ổn lắm. Cậu biết gì chứ? Bây giờ tôi còn đang nghĩ đến lời của Phật Sắc nói. Anh ấy nói Tần Diệp có vấn đề, bảo tôi tránh xa cô ấy. Vậy có nghĩa là Phật Sắc đã từng gặp Tần Diệp. Vậy đoạn phim mà các cậu quay ở nhà ga và khi cướp đoàn xe, người phụ nữ mà các cậu nhìn thấy, nhưng Tần Diệp có lai lịch như thế nào? Tần Diệp có vấn đề. Thiếu gia, tôi hơi sợ. Cậu sợ cái gì chứ? Không phải bây giờ chúng ta đang phân tích sao?
Nhưng tôi đã học chung với cô ấy 3 năm. Tôi biết rõ tính cách của cô ấy. Cô ấy không thể là người xấu. Có thể là Phật sắc đã nói dối. Anh ấy giống người biết nói dối sao? Không giống lắm. Cho nên chắc chắn có vấn đề gì đó. Xem ra tôi phải giúp cô ấy kiếm đồng rồi. Như vậy mới có thể giữ Tần Diệp ở lại đây, để điều tra cô ấy mua đồng cho ai. Cô đồng ý yêu cầu của cậu ấy, còn cậu ấy đồng ý giúp cô. Đúng, tôi cũng đã đưa tiền đặt cọc cho cậu ấy. Nếu cô nói người khác thì tôi tin thật, nhưng cậu ấy là Đồng Thịnh Vương, sao tôi dám tin cậu ấy chứ? Cô nghĩ thử xem, cậu ấy lấy đồng bằng cách nào? Có tỉnh phủ ở đó, nhà họ Đồng đâu dám tự tiện bán đồng. Cũng như lời anh nói, bây giờ dù là thông qua Đồng Phu Nhân hay là Đồng Thành Nghĩa, chúng ta cũng không thể có được đồng. Cho nên nhờ Đồng Thịnh Vương là cách duy nhất của chúng ta. Cô không thể dễ dàng đồng ý làm bạn gái của cậu ấy như vậy. Cô không được để cảm xúc cá nhân chi phối mình. Cô làm như vậy là trái với nguyên tắc của tổ chức. Anh yên tâm, tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi. Tôi biết tính cách của Đồng Thịnh Vương. Cậu ấy không phải là người thừa nước đục thả câu. Nếu cậu ấy dùng cách này để tôi làm bạn gái của cậu ấy, tôi tin rằng cậu ấy cũng không cảm thấy vui. Cứ chờ xem Đồng Thịnh Vương có lấy được đồng không. Nhưng cậu ấy phải hành động thật nhanh. Tôi cảm thấy Đồng gia sắp xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Phạm Chí đang đấu võ với Đồng Thịnh Vương chính là vì hắn ta phát hiện chuyện cậu ấy thả sát thủ. Hơn nữa tỉnh phủ cũng đã bảo tòa thị chính bí mật điều tra nhà họ Đồng. Sao anh biết được chuyện này? Đồng Thịnh Vương là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhiều lúc cậu ấy sẽ không giữ được bình tĩnh. Đúng rồi, về vụ án của ủy viên Trần, cấp trên có chỉ thị mới, về cơ bản đã xác định được là do Hội Lam Y gây ra. Hội Lam Y, mấy tên đao phủ này, rốt cuộc họ đã sát hại bao nhiêu đồng chí của chúng ta? Bây giờ tôi có thể khẳng định những gì cô nói là đúng. Hung thủ đã bị Hội Lam Y dụ hoặc. Người đàn ông mà cô nhìn thấy rất có thể là gián điệp của Hội Lam Y. Liên quan đến Hội Lam Y thì rất khó điều tra. Đồng chí Vẹt sẽ tìm ra cách thôi. Anh ấy bảo chúng ta đừng suy nghĩ lung tung, phải tập trung nghĩ cách mua cho được đồng. Cầm lấy, lau mặt đi. Em yên tâm, sẽ không ai vào đây đâu. Nhìn kìa, mắt em đỏ hết rồi. Chú của em thật ra cũng không phải hoàn toàn xấu. Chú ấy chỉ thích đánh bạc thôi. Lúc đầu là ông ta bán em cho Đồng gia, phải không? Vậy thì anh phải cảm ơn ông ta. Nếu không em cũng không phải là nha hoàn của anh, đúng không? Em hãy chờ anh nhé. Chờ đến khi anh có thể tự mình quản lý gia nghiệp, anh sẽ nói chuyện với mẹ để được đường đường chính chính cưới em. Em sẽ là vợ của anh. Đại thiếu gia, anh ơi, em không thấy gì cả. Đứng lại. Anh cả, em đã biết từ lâu rồi. Anh thích Lê Giang. Nếu anh không tiện nói, em sẽ nói giúp anh. Coi như em chưa nói gì đi. Anh cả, em biết anh là người có chừng mực, chắc chắn anh biết phải làm thế nào. Có gì thì nói đi. Mẹ đến tòa thì chính rồi, anh cũng phải đến khu mỏ kiểm tra. Là thế này, em có một người bạn muốn mua một ít đồng tinh luyện Tần Diệp, phải không? Sao anh biết? Cô ấy đã từng tìm anh, nhưng anh từ chối cô ấy rồi.
Cô ấy tìm anh thì không được rồi. Nhưng bây giờ là đứa em này đến tìm anh. Một chút thôi. Không phải bây giờ chúng ta đang thiếu tiền sao? Vừa lúc bán chút đồng để đổi lấy tiền, mọi vấn đề đều được giải quyết. Vết thương của em lành rồi thì quên trận đòn mẹ đã phạt em sao? Em đừng rộn chuyện nữa. Anh ơi, không được, anh không đồng ý. Không thể thương lượng được sao? Không. Anh cả. Anh ơi. Anh ơi, anh cả ơi. Dù sao em cũng là nhị thiếu gia của Đồng gia mà. Như vậy đi, anh cho em con dấu. Em đến nhà kho lấy hàng. Có chuyện gì thì em sẽ tự chịu trách nhiệm. Không được. Anh đứng lại. Đồng Thành Nghĩa, anh tưởng Đồng gia là do anh nắm quyền sao? Có chuyện gì vậy? Đến đúng lúc lắm, Phúc quản gia. Ông nói cho anh ấy biết, Đồng gia này tôi cũng có một nửa. Mẹ còn chưa quy tiên. Đồng gia, anh không có phần, em cũng không có. Anh